Tôi bộ đồ đen đi mất. Mới đi cắt tóc về. Nha. Hai tầng nó cắt lận. Mẹ nó còn thảy xuống. Nó cắn ngay cái tài đó. Nó không cắt lận năm mấy nó cắt nữa. Ông bà tài bữa nó cắt xấu chứ phải đi cắt. Thảy xuống đất thì còn. Con đừng cắt xuống đất luôn. Nãy nó có đụng cái tay con không? Cái miệng nó có đụng tay không? Baby bang bang baby bang. Con này nó ăn không biết nãy giờ mấy cây luôn. Trời ơi, nó là chùm ăn bánh luôn á. Bánh ngọt nó quất hết. Bánh tráng, bánh ngọt, bánh tây, bánh tàu thì nó quất hết. Trái cây, cốc, ổi, xài. Rồi con heo không ăn hả? Heo ăn. Heo ăn xương thịt không ạ? Đúng là con gái à, anh giật cái sọ à. Con trai không ăn. Con gái sáng nắng chiều mưa. Năng chùa không? Năng được cay, năng được cay muối quất cá không cho nó ăn cay đi. Ổi ăn cay. Trời ơi, buồn nãy giờ nó ăn 4 năm cay. Ăn thôi cho nó ăn cay này nữa đủ rồi. Ăn nhiều quá mới có sao không? Nhiều mấy phần cơm không nè. Gì vậy? Thường nó ăn giặt rồi chứ nó không ăn cơm. Ta bằng bé bự bự, những bé lụng dụng con nó dơ vậy. Ừ. Bé bự lên. Sao mấy cái tường nó chóc hết trơn cái gì? Ẩm ẩm á, bung ra hết. Cái thường hả? Cộng thêm mấy con chó nó lại nó cào nữa. Trời. Hết rồi. Không yên tay không? Nhi ăn Nhi. Đó. Đi hoài. Em đi. Yến ăn miếng. Được cô Yến nữa con. Yến ăn Yến. Được cô Yến. Yến làm miệng ăn mà sao nó không ăn được. Nè lại đây lấy cho mẹ. Má không ăn. Ừ. Giờ bữa tao đi mày buồn không Yến? Buồn. Buồn vậy sao? Có khóc không? Không. Chai nước của con mẹ mới đem lên đâu rồi? Chắc để ngoài sau quá hả? Để ngoài sau hay này? Mưa. Để ngay cái bàn uống nước mấy cái ly mưa này đâu đi đâu được nữa đâu. Đi đâu mưa rồi hả? Mưa. Phải rồi, chợ đêm. Bữa nay chủ nhật làm gì chợ đêm, thứ năm mới có chợ đêm. Thì ra mấy chỗ ta bán này nọ. Cái gì? Trời ơi, có ai bán đâu? Bán đồ ăn. Sao thứ năm mới không ai dẫn đâu đi cho vậy? Trời ơi, vậy mà không hề dắt đi. Có ai đi đâu biết. Mày cũng không nói nó mày xuống cái quậy. Thứ năm có sao mà không nói. Ai biết đâu. Bán trong nào? Bán trong khu vui chơi á. Vậy cũng không thèm nói. Ai biết cũng đi không? Trời ơi, sao không đi? Biết chân ta là chân đi mà mày nói gì vậy? Thiệt tình. Làm cho ở nhà buồn chết vậy. Có cái chợ đêm mà cũng không biết nói nữa. Cho ăn gì? Ăn nhà mình ăn mũi. Nhi, Nhi. Em ạ. Không muốn ăn nữa hả Bin? Ủa nó tên Bi hả? Trời ơi, Bin là đứa nào? Nè, hai cho Bi. Nhớ cái đó bụng luôn. Con trai xé ra nhỏ ta nguyên tay có được đâu. Bẻ ra. Kệ nó đi, lát nó tự xử. Là nó dính nước miếng rồi tao không cầm. Ủa, ừ, thôi, 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 ăn thôi, 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 ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Rồi con làm gì biết? Ủa, hai xé giấy bỏ nóng vậy? Đi với heo. Trời, hai đứa mày sẵn gác. Đánh gác cái gì à, cái gì à. Nó ăn không gì? Nó ăn không? Muốn ấy thì mình ấy ra cho nó bể. Bi, Bi. Đó. Những nhừ rồi đó. Cho nó ngán rồi. Đó, thấy không? Rồi xong, bỏ thành bọt ra. Heo ăn trùm.
rồi xong phải đi hốt rác.